Hi, chào các bạn, mình Quốc Kha đây. Welcome back các bạn đến với kênh Quốc Kha Official. Và ngày hôm nay Quốc Kha sẽ giới thiệu cho các bạn một siêu phẩm. Trước mặt các bạn đang được diện kiến một siêu phẩm hổ của nhà Cư Trì. Siêu phẩm này nó đã tuyệt chủng trên thị trường nha các bạn. Đây các bạn xem. Siêu phẩm. Wow, siêu phẩm nhà Cư Trì nha các bạn. Đây, mẫu này thì dân chơi là sông hổ, nhưng mà phiên bản này phiên bản da nha các bạn, limited, đã tuyệt chủng trên thị trường khá là lâu rồi các bạn. Thì Quốc Kha cũng sưu tầm được vài chiếc và hôm nay Quốc Kha sẽ làm cái clip cho các bạn xem. Đây là một sản phẩm new nha các bạn. New tem đắt đàng hoàng chứ không phải là hàng cũ lai new. Đây phía sau đó các bạn. Đây cái khóa sọc cờ nhà Cư Trì. Đây là khoen đồng. Quốc Kha sẽ làm lại cái clip này, lưu lại những cái khoảnh khắc sưu tầm những món hàng giá trị cho các bạn xem trên kênh YouTube cũng như là kênh là Quốc Kha đập hộp hàng hiệu những cái sản phẩm đặc biệt cho các bạn xem. Đây, form nó rất đẹp nha các bạn. Đây các bạn xem. Các bạn đội vào thì form nó sẽ là như vậy. Đây là dòng kết ngắn Cư Trì theo cái những cái phiên bản ông hổ gắn các bạn. Đây. Đây sông hổ, đèn hổ da. Chúng ta sẽ cận cảnh cho các bạn xem. Đây hổ. Đây nó nét lắm nha các bạn. Da. Từng cọng râu, găng. Đây, bộ lông của nó. Đây, con mắt nó nha các bạn. Mũi. Đây có thể nói là một siêu phẩm. Đó. Tuyệt vời luôn nha các bạn. Một siêu phẩm. Mà hầu như là niềm khao khát của tất cả các dân chơi luôn các bạn. Một siêu phẩm khát khao của các dân chơi. Oh. Đây tuyệt đẹp. Và đặc biệt là cái dòng da này nó khác với những cái dòng da nón North Face các bạn. Nón như những dòng da này nó khác hoàn toàn các bạn. Cái da này nó sờ vào mỏng chắc, mỏng nhưng mà nó chắc. Còn cái loại da này nó hơi xốp xốp, nó không đã. Cái này sờ cứt mịn tay nha các bạn, cực kỳ mịn tay luôn. Thì cái dòng da này là da những cái loại sau này làm thì nó không phải là dòng phiên bản giới hạn, còn đây là dòng da có một phiên bản giới hạn nên họ sản xuất dòng da này rất là mát, mỏng dày, mỏng cực, nhưng mà các bạn sờ vào nó cảm giác nó dai lắm nha các bạn, mỏng mát. Rồi, video clip đọc hộp nón siêu phẩm sông hổ da của Quốc Kha đến đây xin tạm dừng. Quốc Kha cũng xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong cái video đọc hộp hàng hiệu, trong những cái món hàng đặc biệt lần sau nhé. Xin chào thân ái, tạm biệt cả các bạn. Số điện thoại Quốc Kha được lưu ở dưới cái link, thì các bạn có nhu cầu trao đổi hay là hỏi thăm gì về sản phẩm á, thì các bạn cứ add Zalo và nhắn với Quốc Kha nhé. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye.